khi mình tưởng là mẹ tới đó nha, tại vì trong đạo Phật mật tông nó mầu nhiệm thì cái đó là lối đoạn ngồi thiền của Kiệt. Thì quý vị cứ ngồi thiền thì có sẽ có một ngày quý vị sẽ mở thiên nhãn thông bằng cách đó. Còn quý vị mà không có suy nghĩ động tác đó mà suy quý vị cứ ngồi cũng được, miễn sao mình đừng có bị hôn trầm. Nhưng mà cách tất cả những thầy Tây Tạng đó là đa số là cũng giống nhau. Thì quý vị cứ thay vì mình nghĩ một động tác mắt nhìn mũi, mũi nhìn rúng thì cũng vậy thôi, có 1.000 cách ngồi thiền. Nhưng mà cách của Kiệt á là mình vừa nhớ mẹ mình vừa có luồng ánh sáng của mẹ mình truyền lên trên cái trí tuệ của mình rồi xuống cái tâm của mình, là mình thấy vui an tâm. Ma quỷ nó tới đâu dám tới, tại trong đầu của mình có mẹ, là mẹ đứng bên mình đúng không? Đó là cách đó. Rồi từ từ quý vị sẽ mở thiên nhãn thông ra, quý vị sẽ hoảng hồn, quý vị sẽ thấy con triệu con ma đứng đầy đường á, có con đứt đầu, có con nó cười, cái nó le cái răng đó quý vị. Cho nên tốt nhất đừng mở để khỏi thấy nó, để mình đi qua nó nhông đi vô gió vậy đó, còn hơn là mình gặp nó cái mình né né né. Tại mấy lần kiểu đi chơi với mấy mấy ông thầy có thần thông á, kiểu có quen nhiều thầy có thần thông lắm, đi ban đêm cái đường sidewalk của người ta ở đây nè, ở dưới bãi biển gần San Jose, ổng không đi mà ổng cứ né, cái ông đi xuống cỏ đi né, là biết sao, tại mấy con ma chiều nó cũng nập nợn đầy ở ngoài bãi biển á, rồi nó đứng đầy, nó cũng như mình thôi, họ sinh hoạt cũng như mình nhé, không khác gì hết. Thà mình khỏi thấy khỏe, nhưng mà mình phải có một cái loại thần thông, cảm ứng thần thông cũng là dạng vậy. Nhưng khi tu tập đạo Phật mình không có mong cầu thần thông, nhưng mà nó tự nhiên nó có nha. Thì người ông giáo họ không có hiểu, cho nên đầu của clip này thì có nói là thần thông là người ông giáo cần phải hiểu, và phải cần hiểu có linh hồn chuyển thế là cái nghiệp mang thân này qua thân kia, chứ không phải cả đời tôi ăn thịt chó rồi cả ông rồi đến ngày tôi chết cái Chúa cho tôi về cõi vĩnh hằng nữa đó, không có vụ đó đâu quý vị. Không có được sát sanh, sát sanh là phải trả. Ngọc Dung nói: chú ơi sao con nhìn mẹ vô trì là con rơi nước mắt, sao chú? Là vì con là con của mẹ, hôm nay con đi làm đường lạc lối, và hôm nay con được về nhà cũng giống như đứa em bé mà đi lạc giữa chợ Bến Thành vậy đó, rồi cái tìm được mẹ dẫn về vậy đó. Thì mình xuống thế gian này bao nhiêu đời kiếp mình quên hết trơn, gặp thì khóc. Nhiều người lên trên núi Thiên Long Sơn khóc hụ hụ, khóc không biết mắc cỡ luôn. Thiên Ngọc Mai nói: con cũng thiền như chú, con sợ ma nhập. Con cứ làm vậy thì không có ma nhập, nhưng mà con phải đọc cái chú này chú dạy đó, ôm nó là rung lên cả bầu trời nha, vậy đó cho ma sợ. Tại cái giọng của mình á, mình chỉ nghe là ôm ôm, nhưng mà ngoài bầu trời á là rung chuyển luôn á, giống như đánh trống bùm 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 bùm. Cái này là ở Hà Nội, cái hình này, cái này gọi là cái gì ta, cái câu này của sư phụ là ngài Nguyễn Minh Trạng Trình Nguyễn Minh Kim đó, là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh á, là đó, hôm nay là long dĩ xà đầu. Cái hình này thiệt, có nghe ở Hà Nội á đó, long dĩ xà đầu rồng nè, này Hà Nội hình này trong Sấm Cơ có nói đó, long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, đao binh cái gì khá khá chứ gì đó, gán nhớ đi, mình chỉ khởi ý thôi, mấy gì tự tìm đầu rồng chứ còn gì nữa, là giống chẳng lẽ phải nguyên con rồng bự nằm như hình. Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, binh đao tứ xứ gì gì đó, thì hôm nay xuất hiện đó cái hình này, long dĩ xà đầu ở cầu Hà Nội á. Cũng lợi điện máy bằng thiên ở núi Cấm, mình chạy xe lên núi được không chú? Đi tới chân núi Cấm rồi đi xe ông đa lên, chứ đầu xe hơi đâu có lên tới gần đó. Mà đi tìm Phật tìm trời ấy, mệt nhọc lội bộ một chút đâu có sao đâu, mình sướng gần cả đời người rồi, giờ giờ chót rồi gặp Phật một chút đâu có sao.
cũng giống như cả đời không gặp Phật, nhiều người bỏ vé máy bay đi từ Đức, Thụy Điển hay Pháp hay Úc, khắp cả tiểu bang của Mỹ, Canada, về núi Thiên Long Sơn, đi về cái được mẹ khai tâm, cái được cái vé về trời, mà ngồi máy bay mấy tiếng cũng đáng. Maxnun 707, chú Kiệt con muốn theo cùng chú về nhà với cha mẹ. Giờ con phải làm gì đi? Chú dẫn con đi. Chứ con không làm gì sao chú dẫn nổi? Thiên Chí Cường, Sài Gòn bị mưa đá hiện tượng lạ chú. Ô giờ đủ thứ hiện tượng lạ hết, không đếm hờ nổi luôn á. Sấm sét giữa trời nắng, rồng lông dĩ xà đầu lại đây, rồi đủ đủ rồng xuất hiện hết, rồi phượng hoàng xuất hiện, chuyện gì mà không có, mấy con quên này sao? Ở với người mình mau quên quá. Liễu Nguyễn nói lúc nào chú về Việt Nam chú Kiệt, khi nào đủ duyên thì Kiệt sẽ về, còn chưa đủ duyên thì ngồi ở đây giống như Khương Tử Nha câu cá mà không có lưỡi câu, chờ sư phụ xuất hiện. Tại xưa ngài chờ Kiệt, lúc đó Kiệt đóng vai là Châu Võ Dương, người diệt chủ dương với đất kỹ hoa gà, tức là con hồ ly chín đuôi á, là Kiệt á thời đó. Tại lúc đó mình đang đóng cái phim loại đó. Giờ ngồi đây thì giờ ngược lại, Kiệt cũng sẵn sàng chờ đức thầy, chờ sư phụ. Thầy chờ trò, bây giờ trò chờ thầy lại. Có cái võng trên núi á, tối ngày cứ nằm ca nghêu ngao, quê hương là chùm khét ngọt, cứ ca hoài đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê hương. Còn mai mốt á, khi mà nước mình mà bị Trung Cộng thả trái quà tiễn vô Hà Nội á, thì chú sẽ lên mạng này sẽ xin mỗi người một tô phở. Phở bữa nãy cũng lên giá nha, tại vì điện xăng đổ lên nó cũng lên đó, thành ba mấy đô mới ăn được tô phở. 6 triệu người trên thế giới, tức là chim hiền hải ngoại, thì mỗi lần mình xin được 180 mấy triệu là mình cứu, mình xin vài đợt thôi là lên cả tỷ rồi, và mình cứu được nước Việt đó nghe. Quý vị phải ủng hộ Việt á, mỗi người một tô phở cứu bà con của mình. Chứ lúc đó đâu như Mỹ được NATO, Ukraine được thế giới nó ủng hộ đâu, mình làm gì có cái đặc ân đó. Nhưng mà phải đợi có chuyện thì chú mới xin, cái mặt lúc đó dày hơn chút. Chú cũng có tiền, nhưng mà tiền của chú chỉ đủ để trồng cây, xây dựng, đổ xi măng đồ lai rai thôi, chứ không phải nhiều tiền như kiểu Hoàng Kiều mà dư mà cho Ngọc Trinh đi nuôi trai đâu, cũng không có giàu như mấy tỷ phú ở đây đâu. Đúng không? Thì chú cũng bình thường lắm. Nhưng mà cứu dân 90 triệu thì chú phải mang cái mặt dày đi xin, chứ lúc đó ai đâu mang mặt dày. Xin mỗi người mỗi tô phở. Diễm Trần sẽ ủng hộ 10 tô, 10 tô là 300 đó con. Mà 10 mà thí dụ 6 triệu người mà ai cũng cho 10 tô, mỗi người 300. Wow, đó khủng khiếp luôn đó ta. Mà chưa phải chờ nghe, chứ không phải xin bây giờ. Xin bây giờ mấy đề ca đè chú ra nắm hai chân chút ống hết á, chú đâu ngu đâu xin kiểu này. Bây giờ chờ. Dạ con ủng hộ 50 đô, 50 tô, 50 tô, tô 30 đô, 50 tô, 1.500. Lúc đó chắc mấy mấy tỷ phú nó ủng hộ 5.000 tô á. Hay là có thằng nào chịu chơi như cỡ Phạm Nhật Vượng á, nó chỉ giục chừng vài chiếc xe điện đây, thì là mình không cần 6 triệu người, mình chỉ cần 600 người thôi, 600 người giàu của thế giới của mình thôi. Đối tượng đó là tiền lẻ, tiền nuôi vợ nhỏ nhầm nhò gì là cũng cứu nguyên cái nước Việt rồi. Chứ còn ở đây mình đi giữa neo tháng hên hên được 5.000, trả tiền nhà tiền điện nuôi con rồi không còn được 500,
500 ít nhiều á, mà người có tâm á, ta cũng dám cho 500 đô á. Còn người bình thường ít nhất tệ nhất cũng to là chú cũng mừng rồi. Cũng như bà già bà cho Phật giọt dầu vậy á, tính theo cái tâm chứ mà không tính theo tiền. Lúc đó chú sẽ kiếm ông Hoàng Kiều đi về Nam Cali gõ cửa ổng, hay ông cho Ngọc Trinh nhiêu ông chỉ cho tôi nhiêu đó thôi, là cả dân nước Việt sẽ thương ông, đội ông lên đầu. Lúc đó biết đồng chịu trời, ông nói tao cho mày, tao có 10 Ngọc Trinh lúc trước, giờ tao cộng lại tao cho mày hết, tại tao cũng sắp chết rồi tao đâu mang theo được. Ổng giờ chắc cũng không biết đâu, mất tích luôn rồi. Nhiều khi ông có một chục ghệ giống như Ngọc Trinh rồi ông cho mấy tỷ mình đâu biết, rồi ông cộng lại rồi ông đưa mình cái mình cứu nguyên nước Việt luôn. Nhưng mà người Việt Nam bây giờ quá dụ bà rồng lửa đó, sức ai mà đâu, không ai mà có tiền mà đi làm từ thiện nữa. Tự nhiên ở nhà yên ổn không, đi làm từ thiện cho đã rồi vô tù ngồi, người ta chỉ nghĩ tóm tắt thôi, còn câu chuyện như thế nào thì người ta không có nghĩ tới. Cho nên bao nhiêu cái hình ảnh đẹp á, bị mất hết, thiệt là buồn. Cho nên kỳ rồi hiện giờ lũ lụt đầy nước Việt, mà có ca sĩ nào lên gây quỹ nữa, rồi mấy thầy cũng đâu gây quỹ nữa, bể hết này, dĩa bể lát hết, dĩa nhựa dĩa sắt gì bể hết, buồn. Nhiều lúc chú lên đây chú nói nghĩ đâu nói vậy nha mấy đại ca, anh Hoàng Kiều đừng giận em nha, em hơi vui vui nha. Người em không có biết buồn, lúc nào cũng cười hề hề. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dượp bướm vàng bay, quê hương là con rượu biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm, quê hương mọi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành người. Lâu buồn càng vậy á, nhớ Việt Nam. Nhớ bây giờ không được mới là buồn. Mấy đại ca cái vé máy bay giờ nhiêu ta? 800 đô à? 8 ông, mỗi ông 100 đô mua cho mình về đi. Mỗi ông cũng không dám bỏ ra 100 đô mỗi ông. Trần Thị Hồng nói Việt Nam giờ chán lắm chú ơi. Đúng rồi, zombie không? Bây giờ con đi chợ Bến Thành hay là ấy đâu còn karaoke okay, náo nhiệt xưa nó cũng còn lai rai phải không? Nhưng mà bên trong nội tâm người ta đó không còn vui như ngày xưa nữa. Và đồng thời công ăn việc làm người ta cũng không có nhiều tiền. Nhiều lúc mình thấy người ta bán hàng rong ngoài đường mà bán đắt á, cái lòng mình á, cũng vui nữa. Bán thấy đứa em bán vé số mà bán đắt á, nó còn có 2 3 tờ cuối cùng á, mình cũng vui. Còn bây giờ mình ra đường mình thấy đứa nào cầm cũng cả cọc cọc, có thể là mình đem cái sự buồn về nhà nữa không? Cho nên con người mình á, trời sanh ra tâm từ bi, mình thấy cái gì mình có trí tuệ á, mình nhìn mình có cảm xúc. Chỉ có người vô lương tâm á, người ta không có nhìn ra mấy cái đó. Còn bây giờ á, chú cho chú đi về Sài Gòn, chú thấy tình trạng quán xá ế ẩm, cái gì cũng không có làm ăn được, chú càng buồn thêm. Giờ nước Việt mình á, nó sẽ lình bình, sống không sống, chết không chết. Chờ đợi không biết chờ gì không, người biết đạo thì người ta có lòng tin, người ta sống rất là bình thản, người ta chờ đức thầy xuất hiện. Còn người ở ngoài vùng xa ngoài miền Bắc đồ, người ta cũng chả biết chờ gì, thì chẳng lẽ chờ trái hoa tiễn của Trung Cộng nó nẻ vô à? Thì ai cũng là chờ, nhưng mà có người thì có mục đích chờ, thì thấy thời gian nó qua rất là bình thường. À, lẹ là tu tập,
chờ hy vọng Đức Thầy ngày nào ở trong nhà cũng có chân dung sư phụ người ta khấn. Còn có những người không có hiểu, cứ chờ mà không biết mình chờ gì nha, như người mất hồn nha. Đây hình Đức Thầy đây. Mỗi nhà bây giờ nếu ai có hình Đức Thầy gán khấn đó, thì cái đó cũng là sự an ủi của những người hiểu về cái thời mạt vạn vận này, cái thời hạ quân, hạ quân thì đó là dân miền Nam đã có những danh từ đó, nhưng mà Kiệt nói đây thì nói cho thế giới nhiều người là những người hiểu được chỉ có không tới 10-20% dân số nước Việt. Thì mình nói thời mạt vận nó sẽ sắp sửa qua thời cực vui cực sướng, nghĩa là thời thượng quân thánh đức thì sắp sửa qua. Chỉ có rất là nhiều chuyện vui, nhưng mà có một mình ngồi thì nhiều lúc mấy vị hỏi tới hỏi lui mấy câu thì trả lời cũng mấy clip cũ. Còn muốn nói thí dụ như nãy Kiệt có nói, sau này Kiệt có duyên gặp ai hai người thì có người cứ khơi Kiệt ra cái ý nói, chứ nói tới nó lui. Cuối cùng lại quý vị thời này chỉ có ngồi thiền đọc kinh khấn sư phụ ba ba thứ mà sư phụ quý vị sẽ không bao giờ bị thiệt thòi bị lỗ, và cũng sẽ tốt cho quý vị không có bị trầm cảm và không có bị có thể là được về trời, không có bị chết nữa qua nạn tai đói rách chiến tranh. Là phải nên ngồi thiền đọc kinh, thì cách ngồi thiền việc chỉ nhiều rồi đó, chỉ ngồi tịnh tâm thẳng lưng như thôi. Còn ngồi thành Phật hồi nãy thì cũng có chỉ rồi đó. Còn ngồi mà bình thường cho cuộc sống những phụ nữ á, thì ngồi kiểu kia, kiểu mà cứ quán quán tưởng là 7 giờ 8 giờ ngồi ở nhà hít thở vậy đó, thì kiểu kia. Còn cái kiểu mà quán tưởng Phật mẫu chiếu vô cái tâm mình á là sẽ mở nhãn thông á. Thiền Tú nói clip số 7 về cuộc đời chú đi. Cái 513 câu á, khúc đầu á là đời thì người ta còn hiểu, khúc sau á nói về những chuyện cõi thần tiên không à, ít ai hiểu lắm. Cho nên chú phải chờ chờ đến nào thần tiên xuất hiện thì chú mới nói luôn, nó mới nghe mới hay. Nó không còn đâu đâu cũng còn có đó, tại những lời của chú nói là lưu truyền tới mấy nghìn năm sau mà, cả cái hiện giờ đang nói cũng vậy, cái clip cũng vậy. Thì mà bây giờ mình nói sớm quá bà con chạy mất tiêu hết, đâu quản hồn làm gì có chuyện đó, đâu phải con người mình. Giờ bảo đảm mấy cái anh chị nè, mấy chú mấy bác, nước này ngọt hay chua? À chỉ có mình Kiệt uống Kiệt biết ngọt chua nè, đúng không? Quý vị không cần biết Kiệt là ai, Kiệt cũng chưa từng xưng Kiệt là ai, nhưng mà ở trên cho Kiệt lộ cơ cứ nói, nhưng mà Kiệt chỉ nói nửa nửa để làm chi. Phân nửa người hiểu về sấm cơ của Đức Thầy á, là có lòng tin là chứng minh kinh sấm 6 quyển của Đức Thầy, không biết bao nhiêu quyển, là có thật. Sư phụ, những lời sư phụ nói đều là trúng hết, có thật. Ở trong đó có vị này vị kia, Minh Dương khóc rồi này kia, phải chớ nóng nảy sân si hư diệt, phải đợi chờ thằng Kỳ hồi quy. Đại khái là chứng minh trong kinh sấm Đức Thầy có thật. Nhưng mà trên này Kiệt chưa bao giờ có clip nào Kiệt nói ồ tôi là ông này hay là gì kia. Nhưng mà về phần đạo á, Kiệt cũng phải cho một số người có nguồn hy vọng, chứ họ chờ tới 3-4 đời. Đời hôm nay họ nhiều khi bây giờ 70-80 tuổi không biết sống nay chết mai, thì có là để mà gom lại để cho tất cả những người lạc đạo quay trở về, để cho đông đảo. Sư phụ muốn tất cả đệ tử sư phụ có đi lạc đường tới ngày hôm nay Kiệt xuất hiện cũng phải quay lại, đó là Kiệt phải lộ phần nữa. Còn phần nữa mà tự Kiệt xưng á, Kiệt chưa có. Ở ngoài kia cộng sản hay là những cái thế lực họ hiểu về sấm cơ của sư phụ, họ tạo ra biết bao nhiêu người giả, thiên tử giả, minh quân sư giả, minh vương giả, đủ thứ hết, người này kia cả chục người ngoài đó. Nhưng mà mỗi người phải có chánh kiến mà nghe nghe Kiệt có lợi ích gì, có vui mạnh khỏe và có niềm tin. Kiệt đâu có lên đây để xin tiền ai hay gây quỹ vận động ai làm gì đâu, đúng không? Những kênh kia toàn là xin tiền không, thì phải coi lại. Nhưng cái quan trọng nhất quý vị phải nên biết, Kiệt biết chắc Kiệt là ai, Kiệt biết thì Kiệt mới lên đây Kiệt nói. Nếu không 7 dòng hào quang của Kiệt không bảo vệ á,
Cộng sản Trung Cộng hay là tụi tình báo Hoa Nam hay là những cái thế lực mà gọi là tà đó, tụi nó cũng xài thần thông, mà thần thông tà nha, nó quýnh từ xa mình cũng mệt á. Chỉ có bảy dòng hồ quang, có bốn ông rồng hộ mạng giữ cái xác phàm để chờ gặp sư phụ lập hội long hoa. Người thường không có thể nào mà ngồi ở đây mà lót chót ba cái chuyện tâm linh gì giỡn nói như vậy được đâu. Thì người cao siêu á, người ta mới hiểu, không ai dám đặt cái bàn gọi là tế trời để xin cho thế giới bình an, chỉ là lập bàn cúng thì được. Mấy thầy em 10 ông á, tu gọi là đức hạnh á, chưa chắc dám làm. Hồi bữa thì vừa lập cái bàn khấn xin, lúc đó cha và chư Phật hiện về hết, đầy núi Thiên Long Sơn hết, không có vị nào thiếu hết, và tất cả những vị thần ở ngoài bên kia trái đất cũng quay về hướng cha, tại họ có thần thông họ biết. Thì lúc đó cha mẹ tất cả các vị về đều gia hộ. Ngay lúc đó tự nhiên mà đang nóng mà ở bên Ukraine bão tuyết 40 cây số, xe tăng của Nga bị đông lạnh, không chiếm được thành Kiev. Lúc đó quý vị nghĩ có gì màu không? Và có mấy cái clip thì ngồi dưới gốc cây đó, bảy dòng hào quang của Kiệt, ba dòng dòng đó, quý vị đó là không chứng minh là gì nữa. Cái trán Kiệt có thiên ấn, cái bàn tay Kiệt có chữ thập, con thợ mộc là đây. Thì người nào hiểu về tâm linh, hiểu gì Kiệt nói là, thì người ta sẽ biết. Còn bên công giáo không hiểu thì cũng phải làm ơn tin chút là gì. Chúa thời nay không có chọn mấy người mà học giỏi mà từ bên tòa thánh Vatican hay là cha Hồng Y này, những người thông suốt về đạo công giáo mà để đi truyền tin. Mà tại sao chọn Kiệt là người hiểu về Phật nhiều mà lại đi truyền tin? Là vì Chúa sau này muốn tất cả con chiên của Chúa phải dùng hết cái kinh điển Phật để có lòng từ bi và biết có linh hồn tái sanh. Bên công giáo không có biết mình tái sanh, không tin mình có cái thần hồn để mà chuyển thế, và đồng thời họ không có tin cái nghiệp mình làm, cái nghiệp nó sẽ dính đời đời, chứ không có Chúa nào mà tha mình chở nhà. Không phải đi ngoại tình cái che cái màn cái xin lỗi Chúa, cái có ông cha ông ngồi ông cười nhẽm nhẽm nha, xin gom ông tha, ồ con đừng ngoại tình nữa nghe con. 3 ngày sau bà có ngoại tình tiếp đó. Cái đó là hình thức, Chúa không có nói như vậy. Hôm nay Chúa cho một người hiểu về Phật một chút lên đây làm truyền tin của Chúa, nó đầu đời kia có nói vậy đó, để sau này đạo công giáo cũng học Phật luôn. Học là đạo Phật là công thức, thì lúc đó thế giới mới bình an, cả Hồi giáo cũng học Phật nữa thì thế giới mới bình an, thì mình không còn gọi là thánh chiến nữa. Jerusalem sẽ không có nằm ở Jerusalem bên Do Thái nữa, tại lúc đó đó là bây giờ là thằng Aaron với Do Thái đang đánh nhau rồi, Chúa cũng chán hàng khỉ đó rồi. Chúa nói thôi ta về núi Cấm luôn, xong. Đó là núi Cấm sẽ là thánh địa trong tương lai là vậy. Những lời hiện nói nó hơi cao siêu của những người hiểu thì người ta nói là thường, còn những người không hiểu thì từ từ gán mà hiểu. Có người nào mà cứ nhắn tin hay comment chửi Kiệt á, nhớ cho Kiệt cái tên, cái hình để Kiệt xin, nếu không á quý vị sẽ không có được Chúa rước con em. Thì Kiệt cũng sẽ bị cha la đó, nói con không có làm hết khả năng để mà cứu họ. Chúng sanh đó, giống như một đàn cừu ngây ngô lắm, có người chỉ đường là không đi, mà những cái gì ma quỷ cám dỗ thì chạy theo rầm rầm, thì thấy đa số là vậy. Thì hồi nãy Kiệt có nói từ đầu clip là 5 loại người ấy, họ rất là chướng cứng đầu, khó khó có hiểu. Trần Thị Kim Tho nói con đi giải cứu bà Phương Nguyễn Phương Hằng được không chú? Ủa con lấy tư cách giải cứu bà à? Nguyễn Diệu con nghe chú Kiệt nhớ Việt Nam con khóc. Tôi cao quả gì vậy đó, quê hương là chùm khế ngọt, khế nó chua mà cũng thành ngọt đó, con biết không? Huống chi là 6 triệu người, biết bao nhiêu người
cái dân số mà mình tính á, nó người Việt qua đây sanh trưởng khoảng ba bốn đời rồi, tuy là những đứa Mỹ nó sanh hai ba đời đây nhưng mà nó cũng là người Việt, tuy là quốc tịch Mỹ. Thì trong cái thống kê á, chú tính á, nếu mà đúng á, là cỡ hơn 6 triệu người trên thế giới, mà đó là một quốc gia nhiều dân tộc đi khắp toàn cầu nhiều nhất, thì chẳng lẽ 6 triệu người đó lại quên tổ quên tông à, đâu quên được. Mà có quên đi nữa, mà đại hồng thủy nó làm sạch nước Mỹ, làm sạch châu Âu thì cũng chạy về đâu, chẳng lẽ chạy qua Phi Châu sống với mấy sư tử à, chạy Việt Nam sướng hơn. Có mấy cái quán cà phê vỉa hè đó ngồi lai rai rồi người mình nói tiếng mình nổi vui hơn là chạy qua Phi Châu không? Khi mà đại ông thủy xảy ra thì có không phải chim quay về tổ rồi chạy đâu, bởi vì mà hồi xưa thượng đế là các chư Phật, nhất là tổ thầy, có những cái bài tiên tri mà nói sau này tất cả chúng ta đi khắp năm châu hải ngoại rồi cuối cùng cũng quay trở về nước Việt là vậy đó, là chim hiền về tổ là thượng đế đã an bài hết rồi, tất cả chúng ta sau này á là đem hết cái tài năng và vốn liếng về giúp nước Việt Nam và giúp cho mình luôn. Thạch Thị Phương nói: chú ơi giúp con đi, chú người ta theo dõi suy nghĩ trong đầu của con, xin tháo.